những biệt danh Messi Việt Nam hay Ronaldo Việt Nam đã quá quen thuộc với người hâm mộ trong nước. Bởi mỗi khi Nguyễn Công Phượng và Trần Phi Sơn có bóng, họ luôn biết cách đưa khán giả đi qua mọi cung bậc của cảm xúc. Thật bất ngờ khi Công Phượng quyết định chia tay Sai Chuden để trở về Việt Nam khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ sau 2 trận thi đấu cùng nhau tại AFC Cup 2020, bộ đôi Ronaldo và Messi Việt Nam đã khiến người hâm mộ cả nước ngây ngất với những màn trình diễn đẳng cấp. Trong năm 2019, Công Phượng chỉ có 2 bàn thắng dù được thi đấu ở 5 đấu trường, bao gồm Asian Cup, K-League, King's Cup, giải vô địch quốc gia Bỉ và vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, Messi Việt đã san bằng thành tích kể trên. Chỉ sau 2 trận đá cho Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất hai lượt trận đầu tiên tại AFC Cup 2020. Anh ghi được 2 bàn thắng vào lưới Yangon United và Hougang United. Tuy nhiên, để chân sút sinh năm 1995 có thể tỏa sáng, phải kể đến đóng góp không nhỏ của Trần Phi Sơn. Ronaldo Việt Nam không trực tiếp ghi bàn thắng, nhưng anh đã thực hiện 4 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công. Ở trận đấu với Hougang United, Phi Sơn đã lập hat-trick kiến tạo, trong đó có pha phối hợp đẹp mắt giúp Công Phượng mở tỷ số ở phút 15. Chứng kiến Nguyễn Công Phượng và Trần Phi Sơn thi đấu ăn ý ở câu lạc bộ, nhiều cổ động viên đã mơ về việc đội tuyển Việt Nam sẽ bay cao trên đôi cánh Ronaldo và Messi tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Phong độ lên rất cao, cùng việc chơi bóng ăn ý với tiền đạo cương của huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều này giúp Trần Phi Sơn sáng cửa được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam. Điểm mạnh tốc độ, nền tảng thể lực sung mãn, khả năng đi bóng lắt léo cùng những đường tạt chuẩn xác là điều huấn luyện viên Park Hang-seo rất cần ở Ronaldo Việt Nam. Nếu được vị chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội, Trần Phi Sơn cùng Nguyễn Văn Toàn sẽ là những phương án tấn công sắc bén bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Phi Sơn đã thấm nhuần triết lý bóng đá của huấn luyện viên Chung Hae-song, nên việc anh nhanh chóng thích nghi với chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là điều không quá bất ngờ. Chưa rõ liệu huấn luyện viên Park Hang-seo có dùng bộ đôi Ronaldo Messi Việt Nam ở trận gặp Malaysia ngày 26 tháng 3 hay không, nhưng khả năng vị chiến lược gia người Hàn Quốc điền tên Phi Sơn vào danh sách đội tuyển Việt Nam là rất cao.